À, quán này mình mở từ hồi tháng 3 đó anh, mở sau 2 tuần khi bị dịch. Thì The Vinh Thịt á, thì nó có cái ekip của em á, đưa cho em mấy trăm tên lận, thì em thấy cái tên này cộng với lại cái 1979 thì nó mát với nhau, thì nên em để The Vinh Thịt 1979. Tại vì em á, là người rất là thích cây cỏ hoa, rồi em cũng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới lắm, rồi thì em thấy cái phong cách mà nó giống như cây cối rồi nó cộng với gỗ, nó cảm thấy mình nhẹ nhàng, rồi nó nhẹ nhàng thoải mái hơn. Với lại cái chỗ mà em làm việc nguyên cái ngày á thì em cảm thấy không có mệt mỏi. Dạ. À, em có một bé gái với em, bé em út của em giúp với lại mấy bé nhân viên thôi. Dạ, còn chính thì em là làm bánh hết ở đây. Bánh với lại nước ở đây thì là do em với lại em gái em ra bánh ra nước hết ở đây mỗi ngày. À, Covid-19 cũng chỉ là một phần thôi anh, thì cũng làm em lo lắng cũng như mọi người có business nói chung. Thì nhưng mà so far thì bên em cũng ok, cũng được mọi người hưởng ứng, cũng thích, cũng tới đây ủng hộ tụi em nhiều. Nói chung là tụi em vẫn ok tới thời điểm bây giờ. Thì cái business này là cái business đầu tiên của em tại Mỹ, thì bên Việt Nam em cũng có rồi, nhưng mà ở Mỹ thì mọi thứ nó khác hơn. Thì theo em cái này là cái biến cố rất lớn trong cuộc đời giống như của em và tất cả mọi người ở trên thế giới này chứ không riêng gì em. Nhưng mà em nghĩ là thời buổi bây giờ thì mọi người sẽ sớm vượt qua thôi, chứ cũng không đừng nên lo lắng quá. Thì mình chỉ nên là bảo vệ sức khỏe cho gia đình mọi người, rồi cho cộng đồng, thì tốt nhất mình nên đeo bịt mặt hoặc là găng tay, rửa tay sạch sẽ, thì em nghĩ mọi chuyện không đến nỗi. Thì trong thời gian vừa qua thì người Việt Nam của mình á ủng hộ em rất là nhiều, tại vì người ta thấy quán của em giống như là Việt Nam vậy đó. Ở đây thì không có cái quán nào mô hình như vậy, người ta tới đây enjoy, kể tiểu bang khác cũng tới. Thì quán của mình nằm ở địa điểm là đối diện chợ Hòa Bình, ở góc đường Rockhurst và Westminster, ở đằng sau lưng cái phở Vi á. Thì vô đây mọi người cũng dễ tìm lắm, có nhiều parking. À, nếu mọi người có dịp ghé Lido Sài Gòn mà muốn có một cái quán nước yên tĩnh giống như ở Sài Gòn thì em mời mọi người ghé quán em để ủng hộ em.